Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, thời tiết tại thành phố Đà Nẵng liên tục có mưa lớn trong ngày 1 tháng 4. Đến khuya của ngày 1 tháng 4, nhiều khu dân cư bị ngập cục bộ khiến cho người dân nháo nhào chạy lụt. Khuya 1 tháng 4, cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ở thành phố Đà Nẵng bị ngập sâu. Tại đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Triều, đường Trường Trinh, quận Cẩm Lệ và nhiều khu vực khác ngập từ 0,5 đến hơn 1 mét. Mưa lớn, lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, nước sông Hàn bắt đầu lên cao từ chiều tối ngày 1 tháng 4 khiến cho nhiều khu dân cư tại Đà Nẵng nước không thoát kịp, dẫn đến tình trạng ngập cục bộ. Hầu hết các điểm nóng ngập lụt tại Đà Nẵng, người dân đều không thoát khỏi cảnh nước tràn vào nhà. Người dân phải chạy lụt giữa khuya. Lực lượng chức năng cũng đã tổ chức sơ tán một số hộ dân ra khỏi khu vực ngập lụt.